Chào các bạn. Bây giờ mình đang với cô ấy là đi xuống chợ đêm nha. À, xuống chợ đêm để lúc mình xuống là kiếm một cái áo tròn nào đó đặc sản của Đà Lạt đó mua tặng cho cổ. Rồi biết đâu cổ cũng thích thì mua mình cái khăn tròn tặng lại cho mình sao. Nhìn điện thoại cười gái em. Rồi mình đang đi xuống chợ này, chút mình đến chợ mình review cho các bạn xem. Rồi mình đứng giữa chợ mình đọc thơ luôn cho các bạn nghe này. Rồi mình dừng tại đây chút là tại chợ mình review sau. Chào các bạn, bây giờ mình đang đứng ở vùng Bình đó, gần cái chợ đêm mà các bạn. Và mình thấy trên bờ hồ có một cái chú chó rất là đẹp. Một chú chó này là chú đấy ngồi rất là to nha các bạn, cao tầm khoảng hơn 1 mét đấy, tức là nó ngồi dày thì nhưng mà vẫn trên 1 mét đấy. Lecky, và nó rất khôn, kêu Lecky là quay mặt lại luôn nha các bạn. Ôi thật là tuyệt vời một chú chó. Và bây giờ chúng ta gặp chủ nhân của nó nha các bạn. Chúng ta sẽ gặp chủ nhân của nó đây. Chào anh. Đầu tiên anh cho biết về mình đi. Dạ nói chung là đâu có gì đâu anh. Mình ở đâu đến đây hay sao đấy? Dạ em ở gần đây thôi. Cũng ở trong thành phố Đà Lạt này. Dạ. Đêm nào cũng dẫn nó đây em chơi xem anh. Dạ đêm em dẫn ra hả? Rồi chúc anh vui vẻ nha. Dạ cảm ơn. Cảm ơn. Dạ. Và bây giờ chúng ta hãy chào tạm biệt chú một lần nữa nha. Ricky. Chú chó rất là to, khỏe. Rất là đẹp, lông rất là mượt nha các bạn. Chú chó này xuất phát từ đâu anh? Chú chó này là từ nước nào vậy anh? Nguồn gốc của Mỹ à? Mỹ à? À theo chủ nhân cho biết thì con chó này nguồn gốc là xuất phát từ Mỹ nha các bạn. Tức là từ Mỹ đưa vào đây nuôi á. Rất là to. Rồi, cảm ơn các bạn đã nghe. Chào các bạn, và phía bên kia bên hồ lại có hai con nữa. Có hai con trắng rất là đẹp. Hai con này tên gì vậy em, chủ nhân? Dạ, Martin ạ. Martin. Hai con chó này nằm là giống như là hai con gấu nha các bạn. To, dài tầm khoảng từ lỗ mũi mà ra tới hết cái đuôi chắc khoảng 1,5 mét vậy các bạn. Nằm rất là to, nằm bên bờ hồ. Và hai chó này xuất phát từ đâu em? Hai chó này được chủ nhân cho biết cũng là xuất phát từ Mỹ nha. Hai chó rất là đẹp. Hai chó này xuất phát từ Mỹ chứ không phải Mỹ nha các bạn, từ nước Mỹ. Từ nước Ý hả? Từ nước Ý nha các bạn. Tại cái hồ nước nó kêu to quá mình nói không được. Hai chó này xuất phát từ nước Ý á. Và đây là chủ nhân này, chúng ta gặp chủ nhân này. Chủ nhân ngại không muốn lên hình nha. Hai chó rất là đẹp. Chào các bạn, bây giờ là mình với cô ấy là đang ở chỗ cái Bùng Binh á, Bùng Binh gần cái chợ đêm và cái gần cái hồ Xuân Hương ở trên thành phố Ngàn Hoa Đà Lạt á các bạn. Chụp ký này nha. Thì mình rất là vui, ở trên này không khí rất là lạnh, ở chiều dự báo thời tiết là khoảng 20 độ C, gió là thổi cũng rất là nhẹ nhẹ, nói chung là phong cảnh ở đây rất là đẹp, nên thơ. Và ở cái Bùng Binh là có nước rồi chảy róc rách vậy á. Các cái suối nước rồi các cái phong cảnh rất là đẹp. Nhân tiện đi Đà Lạt thì mình cũng có ngẫu hứng ngồi đây gần sẽ anh hát tặng em bài thơ nha. Thôi hả, muốn nghe bài gì? Thơ nào cũng được. Rồi để anh hát tặng em bài nha, nghe này. Nghe này, đang nghe mà. Em bên ta là triều dân sống vô hô, biển từng xanh và biển sẽ còn xanh. Ta ru em lời xoài đá rêu xanh, vì tình yêu muôn đời là cát vòng. Ta ru em lời trận tình biến mặn, đến hôm nay cho đến tầng mai sau.
em đã đến miền thị dương cát trắng, dịu dàng bay trong màu nắng thị tinh, đôi chân trần mặc kệ sóng phiêu linh, buông mái tóc mà say tình gió lòng. Ngày em đến hỏi tại sao biến màng, ta bồng bềnh hóa thành áng mây trôi, biển mặn vì biển mặn thế thôi, ta chưa hiểu vì đâu em chưa hiểu. Em bên ta là khung trời đẹp nắng, ta nhìn em ta đã ngấm ngầm say, ta ru em lời diệu vời ngất ngây, vì tình yêu muôn đời là màu nhiệm, ta ru em lời trần tình biến màng, đến hôm nay cho đến tận mai sau, ta ru em lời trần tình biến màng, đến hôm nay cho đến tận mai sau. Vỗ tay nghe. Thôi lâu lâu quá cũng lên Đà Lạt làm bài nữa nha. Bài nữa chứ. Làm bài nữa đi. Hạnh phúc giản đơn, mình đọc rồi nghe rồi mình ngâm sau nha các bạn. Như những dòng sông ra biển cả, người đi về hướng có người tình. Chim trời hối hả bay về tổ, rừng núi đăm chiêu dõi mắt nhìn. Anh biết là em sẽ gặp đầu, nếu anh về muộn có sao đâu. Lòng vui với khúc tình em độn, trong chén cơm chiều mắm với sông. Ta vẫn đợi nhau chiều mỗi chiều, hoàng hôn một vũng trống cô liêu. Chợt nơi góc phố thân quen ấy, vẫy đón từ xa vẫy thật nhiều. Cùng hãy lắng nghe tiếng nhạc vang, theo dòng máu đỏ đến tim vàng. Đôi tai mỏng nghe rõ rõ, có tiếng lòng tuôn rất nhẹ nhàng. Anh viết tặng em tiếng thứ mơ, lòng anh trải rộng giữa bài thơ. Trong thơ em bước ra đời thật, chạm phải lòng nhau bước tới bờ. Đi buồn ngủ ra. Đi là lạnh quá. Lạnh nó có anh đâu, lạnh gì. Thôi vậy thôi, cũng tạm biệt các bạn khán giả nha. Thay cái tay em chào cái nha. Cầm cái cây khó quay quá.